Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Joe Life Channel nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình có một cái chiếc flycam, đó là con C-Fly 5 Mini 2 ở đây. Và trong video này thì mình sẽ là hướng dẫn với anh em một vài những cái lưu ý bay mà mình thấy là cũng ít người chúng ta tìm hiểu và ít người chúng ta để ý tới về cái con flycam này, cũng như là những chiếc flycam của C-Fly luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và hiện tại thì cái con 5 Mini 2 này hiện tại vẫn là một chiếc flycam trong khúc giá là 5 triệu hiện tại, được đánh giá là tốt nhất và ngon nhất ở thời điểm hiện tại các bạn nha. Với những cái khả năng mà quay phim rồi, khả năng bay của nó, trải nghiệm lái các thứ. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn một vài những cái mà chúng ta lưu ý ở trong cái phần app điều khiển. Thì ở đây mình sẽ mở lên kết nối nhanh luôn này. Hiện tại thì mình thấy là rất nhiều anh em chúng ta đang quan tâm về chiếc flycam 5 Mini 2 này, cũng như là con 5 2 Pro rất là nhiều. Bởi vì là trong tầm giá khoảng 5 đến 6 triệu thì có hai con này thôi, hiện tại đang là rất là ngon nha. Camera quay đẹp rồi, sóng các kiểu các thứ, thời gian bay các thứ thì ngon trong cái tầm giá. Con 5 Mini 2 này thì nó sử dụng cái app đó là C-Fly 2. Cái app C-Fly Go thì cũng dùng được nhưng mà nó sẽ bị hạn chế bởi một vài những cái tính năng. Thì anh em cứ dùng cái app C-Fly 2 chung với con 5 2 Pro luôn. Và những cái con như là con 5 Mini 1 á, thì nó lại là sử dụng cái app C-Fly Go, chung phải là app này anh em ha. Con này là Mini 2 đó. Anh em kết nối thì chúng ta sẽ nhấn vào Start Laying này, thì nó hiện ra ngay cái chất lượng camera ha. Đấy. Và mình đã lưu ý với anh em nhiều ở những video lần trước, thì trước khi mà anh em bay con flycam này ở bên ngoài thì chúng ta phải có cái bước đó là cali lại cái horizontal, cũng như là cái combat, tức là cái mặt phẳng ngang với lại là cái la bàn điện tử. Anh em đem ra bên ngoài bay thì chúng ta sẽ có GPS, lấy GPS. Anh em chờ cho nó lên tầm 15 điểm nhá, để nó ổn định và an toàn bay, giữ vị trí tốt cũng như là quay trở về an toàn. Và trong quá trình lấy GPS thì anh em sẽ làm cái bước cali như mình đã hướng dẫn rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa này. Làm lại một lần nữa để hướng dẫn kỹ với anh em hơn. Anh em thấy trong cái app này, chúng ta sẽ có cái dấu ba chấm này, anh em nhấn vào. Và anh em kéo xuống cho mình. Nó có cái mục đó là horizontal và combat này. Đó thì là hai cái mục calibration. Thì anh em sẽ gấp cánh lại cho mình này, gấp cánh lại. Đấy, gấp cánh lại gọn gàng như này và chúng ta sẽ nhấn vào horizontal. Rồi, nó hiện ra chữ confirm, anh em nhấn vào confirm. Đấy, và chúng ta nhấn vào chữ ok nữa là xong, là chúng ta đã cali xong lại cái mặt phẳng ngang, tức là nó sẽ nhận diện cái mặt phẳng ngang cho nó thăng bằng chuẩn anh em. Rồi tiếp tục anh em sẽ bung cánh ra này. Bung cánh ra nhá. Rồi, tiếp tục là nhấn vào phần combat. Đó, và nhấn vào calibrating. Lúc này thì trên màn hình nó sẽ hiện ra cho anh em cách chúng ta xoay flycam. Thì anh em đặt xuống này, anh em cầm flycam lên và xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay theo mặt, xoay theo phương ngang như này. Đó, xoay đến khi nào mà trên cái màn hình trên điện thoại nó hiện sang cái hình flycam xoay dọc thì anh em dựng thẳng đứng lên và chúng ta tiếp tục xoay dọc. Xoay tầm 3 vòng gì đó. Rồi, xoay đến khi mà trên màn hình nó hiện chữ ok thì anh em đã xoay xong và đặt xuống. Lúc này chúng ta nhấn vào chữ ok chỗ này là xong. Đó thì mình vừa mới thực hiện xong cái bước đó là cali, tức là lấy lại cái cân bằng cho la bàn cũng như mặt phẳng ngang, để nó khi mà bay anh em bay được nó chuẩn xác phương hướng, tiến lùi trái phải nó chuẩn hơn và nó an toàn hơn. Chúng ta nên làm mỗi lần trước khi bay anh em nhá. Đó là cái thứ nhất mình lưu ý với anh em khi mà anh em sử dụng con 5 Mini 2 này, và kể cả những chiếc flycam như là 5 Mini 1 này, 5 2 SE hay là 5 2 Pro của hãng C-Fly thì chúng ta đều có cái bước cali như thế này, đều chung một cách thực hiện như thế này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn với anh em một cái khá là hay mà nhiều anh em chúng ta không biết tới, đó là cái con 5 Mini 2 này, cũng như con 5 2 Pro, 5 2 SE luôn anh em ha. Đó là nó có tính năng zoom. Nhiều anh em chúng ta cũng chưa biết thao tác zoom như thế nào thì đây này các bạn này. Anh em sẽ nhấn giữ nút FN, nút tính năng này, nhấn giữ nút này và đồng thời xoay con lăn này là nó sẽ zoom nhá. Đây. Đó, mình zoom này. Đấy, anh em thấy không? Zoom. Đấy, từ 1x mà nó zoom lên ở đây là thành 4x, zoom 4 lần đây anh em thấy này. Đấy, xoay zoom out này. Đấy, zoom out. Zoom out, zoom in này. Đấy, mình đang giữ nút FN, giữ nút tính năng và đồng thời xoay lăn cái núm xoay ở trên. Đó là zoom anh em nhá. Anh em sẽ thấy đó là cái thanh ở đây này nó thể hiện cái mức độ zoom. Đó thì nhiều anh em chúng ta cứ nghĩ rằng là nó làm cái đường này thì để giả cái tính năng zoom thôi, nhưng không phải, thực chất là nó zoom được. Nhấn giữ nút này và lăn cái này
Còn nếu như anh em chỉ lăn cái đơn thuần cái công thôi thì anh em biết rồi, đó là xoay góc camera lên xuống, đó xoay xuống, xoay xuống, xoay xuống và xoay ngược lại là xoay lên. Đấy, chúng ta chỉ lăn không thôi á là ngóc camera lên xuống. Đấy, còn nhấn giữ cái này và lăn kết hợp là zoom. Đó là cái lưu ý thứ hai mình lưu ý với anh em. Và một tiếp tục một lưu ý nữa là cái con flycam này nó có thể camera có thể ngóc lên phía trên 60 độ. Đấy, ví dụ ở cái card cơ bản này mặc định là default thì anh em lăn cái này thì nó chỉ là ngóc ở ngang tầm con flycam thôi. Đó, phía trước. Nhưng mà anh em nhấn vào mục 3 chấm này. Ba chấm nhá, và anh em kéo xuống cái phần hình tay điều khiển cái mục thứ hai này, và anh em thấy cái dòng chữ là gimbal upward angle. Đấy, em sẽ bật nó lên. Bật nó lên rồi thì lúc này thì anh em có thể đó là xoay góc camera lên 60 độ này em này. Đó, anh em thấy không? Mở cái card lên là chúng ta sẽ xoay được ngóc lên trên 60 độ giống như những cái con flycam cao cấp của DJI đấy. Đây là quay cụp xuống này. 90 độ. Đấy, và mình sẽ lăn ngược lại này. Đấy, đây là theo tầm ngang này. Đó, chích lên hẳn phía trước 60 độ luôn anh em. Đó. Đây, tầm ngang này. Đó, thì khi các bạn mở cái card đây thì chúng ta có thể là ngóc lên như thế này luôn. Góc 60 độ ở phía trước, phía trên, chích phía trên để anh em quay được những cái cảnh video mà nó sáng tạo hơn. Đấy, một cái rất là hay. Và trong cái mục 3 chấm của cái app này thì anh em sẽ còn một vài những cài đặt khác nữa. Thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái tốc độ lăn của gimbal này. Đấy, anh em có thể là tùy chỉnh lăn nhanh chậm bằng cái chỗ này. Đó. Thì thông thường các bạn để ở mức tầm 3 thôi là chúng ta có thể là điều chỉnh gimbal nó lên xuống mượt mà rồi. Đó, còn cái mục phía dưới là RCP, đó là kết nối lại với tay cầm điều khiển với lại máy bay. Thì nhiều lúc anh em thấy là sẽ có một vài lúc mà cái tay cầm với cái máy bay nó không được link với nhau, nó mất cái kết nối ấy, thì anh em có thể là vào cái mục RCP này và anh em nhấn vào mục P này thì nó sẽ là link lại tay cầm với máy bay ha. Đó. Rồi thì tiếp tục thì chúng ta sẽ có một setting này. Anh em thấy đây là có chữ setting chỗ này, anh em nhấn vào thì chỗ này chúng ta sẽ có cài đặt được cái tốc độ của máy bay, bay nhanh, bay chậm và cũng như là tốc độ lên xuống thôi, theo phương ngang và kể cả theo phương dọc luôn ở ba cái mục này. Đó, rồi. Và anh em có mục là resetting default, có thể đưa nó về cài đặt mặc định nếu anh em muốn. Đó, thì còn cái đây là cái mà bật lên cái ngóc camera lên phía trước thì ban nãy mình đã chỉ rồi ha. Rồi cái phần phía dưới viên pin đây thì là thông số của cái viên pin, thì ở đây nó có một cái mục cài đặt, đó là cái phần trăm, cái mức giới hạn của báo pin yếu, thì ở đây nó mặc định là 20%. Các bạn lưu ý này, khi mà flycam nó, các bạn bay mà flycam nó về cái mức 20% là chạm mức pin yếu theo chúng ta cài đặt ở đây, thì lúc đấy nó sẽ tự động return home, và nó tự động return home, tự động trở về nhà khi mà pin yếu, thì anh em sẽ không cancel, không hủy được cái tính năng return home này, anh em lưu ý nhá. Thành ra là ví dụ là nó return home hai trường hợp là pin yếu hoặc là khi mất kết nối. Thì cái trường hợp khi mất kết nối thì anh em đang bay thì nó mất kết nối tự động bay về rồi. Còn chúng ta hạn chế cái trường hợp đó là return home khi mà pin yếu. Có nghĩa rằng anh em trong quá trình bay chúng ta phải lưu ý về cái mức pin, làm sao mà chúng ta phải căn pin tầm 50% pin thì anh em nên cho nó trở về được rồi, trên đường trở về, chứ đừng có bay đi đẩy đi xa hơn. Đó, bởi vì là khi mà nó pin yếu nó tự động return home thì anh em sẽ không có hủy được. Thành ra là nó sẽ có nhiều những cái rủi ro. Mức pin yếu này thì anh em có thể tùy chỉnh được này, chúng ta có thể đưa về 10, 20, 30, 40, 50 hoặc là 60, 70. Nhưng mà thông thường thì chúng ta cứ để ở mức 20 thôi. Đó, thì chạm mức 20% là nó báo pin yếu và nó tự động return home. Dưới đây là những cái thông số của version của pin. Đó. Phần dưới cài đặt đây thì chúng ta sẽ có cài đặt những cái đường kẻ ở màn hình này. Anh em có thể off đi thì màn hình nó sẽ không có cái hình vẽ gì hết, ngang dọc hết. Anh em bật lên. Đó, thì nó sẽ kẻ ra để anh em khi mà anh em quay video á hoặc chụp hình thì anh em có thể là căn ke đối tượng nó chuẩn xác hơn. Đó, những cái đường màu trắng á, đường guideline đó. Rồi, thì ở đây thì thông tin version của thiết bị. Thì thông tin version này thì sẽ có những cái lúc mà nó yêu cầu update firmware ở trên cái màn hình app thì chúng ta cứ update thôi. Còn cái thông tin version mà đang sử dụng thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Đấy. Trên cùng là cái máy bay thì anh em biết rồi, chúng ta sẽ cài đặt được cái tầm cao, tầm xa này. Tầm cao, độ cao bay và độ cao return home, cũng như là cái chế độ bay N-mode, S-mode, Kali ha.